Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào đến bà con. Hôm nay Trường Anh này giới thiệu đến bà con một mẫu xe Jolly nè, xe đời 2005 nha, mà đẹp xuất sắc luôn anh chị ạ. Đồng sơn bờm xe nó một cái bộ áo màu bạc, một cái bộ áo màu bạc rất là tao nhã, rất là dễ nhìn và nhìn chiếc xe cực kỳ là sáng tài. Hai cụm đèn chủ nhà vừa mới thay mới cho em nó 100% luôn. Anh chị coi đẹp không? Không một vết chảy. Đây anh chị, nước sơn rin còn nha. Nước sơn rin phủ lên tới 75%. Biểu tượng của Mitsu là anh chị, hai cụm đèn nè. Anh chị thấy mới không? Mới keng. Bản số 86 Phan Thiết 07091 nha. Form dáng đồng sơn nè. Đăng kiểm tháng 4 năm 2021. Gần hết đăng kiểm rồi, Trần Anh đăng kiểm mới. 4 vỏ nè. 4 chủ nhà vừa thay vỏ mới nè. Mới 100% luôn. Mâm là mâm đúc nha. Gầm bề ở trong nè, từ những cái đinh bấm nó còn nguyên bản như thế này. Sơn si đẹp chưa? Tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu và che mưa, dán toàn bộ phim cách nhiệt hết toàn diện rồi. Mẫu xe như gia đình người ta đi, người ta cực kỳ là người ta giữ kỹ nha bà con nha. Đi đôi cho em nó là bộ tem rin nè. Anh chị có hai bộ tem nè, tiềm ẩn giữa màu đen xen lẫn màu bạc nha. Đó, chắc chưa? Nè, vỏ nè. Vỏ sau được 80% nha. Mâm là mâm cây nè. Đây anh chị nè. Đó, gầm mới tinh nè. Đây anh chị coi nè. Bốn cánh cửa tappy là liền lẹt cực kỳ. Keo chỉ rin đét, chất sân rin còn nha. Đây anh chị, những sóng gần là không có dấu hiệu móp méo nè. Từ phần tappy đổ về đẹp chưa? Đẹp như nhau đây nè. Tán cửa nè. Sạch sẽ chưa? Ghế ở trong nè, con này nguyên bản của nó là ghế nỉ, đã được chủ nhà bọc cho em nó một lớp da rồi. Đó, mẫu xe gia đình về và con cô bác mua về chạy chở gia đình đi chơi rất là ok nha. Ghế phía sau nè, sạch sẽ chưa? Trần nè. Rin, trần đĩ bọc rồi, di lông nha, 6 lỗ thông lạnh nha. Cực kỳ là mới luôn. Chất chưa? Lót sàn đầy đủ, sạch sẽ lắm. Đó, mẫu xe gia đình ta đi, người ta giữ cực kỳ chốt cửa mới tinh. Đây là form dáng em Jolly nè, bà con xem nè. Xe không một vết chày luôn. Cho anh còn đưa qua công nghệ xử lý toàn bộ rồi. Hai cụm đèn đứng ốp inox với toàn bộ mới keng luôn chị. Biểu tượng kính phía sau nè, của Mitsu nè. Gạt mưa phía sau nguyên bản nè, không có dấu hiệu thay thế. Đây hai cụm đèn nè. Cản đuôi cá tích hợp luôn rồi, dòng xe bánh treo bạn đủ luôn nhá. Đẹp chưa? Xe ngay chủ ký rút hồ sơ được nha bà con. Biểu tượng bộ tem nguyên bản là doang nè, doang rin hết toàn bộ kính nè. Rin hết. Đây anh chị coi nè. Dán phim cách nhiệt không có một dấu hiệu là trời trên kính luôn nha. Đó, toàn xe chiến không, tappy đẹp như nhau nha bà con nha. Hai bên những sóng gân là lẻ lướt và cất bước chưa? Rất là tuyệt vời. Ghế sạch sẽ nhá. Từ phần tay ghế nè, còn nguyên rin như thế này. Mẫu này 2.0 nó là 10 đến 11 lít trên 100 km nha. Dòng xe 8 chỗ luôn. Chạy thoải mái nha bà con. Phần tappy nè, đẹp như nhau, tay nắm inox hết toàn bộ. Keo chỉ nè. Chị ơi hỡi nàng ơi, em nó vẫn mịn màng như ngày xưa ấy nhá. Hai bên những sóng gân nè, đẹp như nhau, thì chốt cửa xanh rì. Từ phần bệ ghế tay chỉnh nè, còn rin hết. Ok chưa? Đi đôi là vô lăng 4 chấu, trang bị màn hình camera gear. Đó, xe gia đình ta đang sử dụng củ số rin đét nè bà con ạ. Gương chỉnh điện đèn gầm đầy đủ tính năng, côn ga số, không một dấu hiệu phai mờ. Anh chị trải nghiệm phần máy cùng với Trường Anh Ô Tô nhé. Xe cực chiến. Nhích nhẹ phải là nổ máy rồi. Chất chưa? Nè, màn hình camera gear nè. Đầy đủ tính năng rồi nè bà con. Đó, anh chị lấy về anh chị chỉ việc chạy thôi. Nè, nhiệt nhóm là âm thanh đầy đủ nè. Máy lạnh chúng ta đang kích hoạt nè. Tu máy nè. Chất chưa? Ngồi phát đẹp 4.000 vòng. Nhẹ tưng. Đó. Trợ lực nè. Con này trợ lực nhẹ lắm. Máy êm nha bà con nha. Máy cực kỳ là ổn định luôn. Khay học để đồ đầy đủ các tính năng trên chiếc xe rồi. Đây là anh chị. Thảm chống nắng. Chất chưa? Rin đét nha. Xe không lỗi nha. Xi nhan trên gương chiếu hậu, máy nổ êm ru không nghe được tiếng động luôn. Đi đôi hai cụm đèn là quá sức cái trận này luôn. Mới tinh. Đèn gầm nè. Biểu tượng của Mitsu. Cực kỳ là cọp. Anh chị coi nè, từng hạt mưa rơi tí tách bên hiên nhà nàng. Đinh bấm nè. Anh chị thấy đinh bấm không? Đinh bấm điện nè. Còn mới như thế này, keo chỉ rin đét từ lớp carbon nè. Không có dấu hiệu là chạy chỉ lại nha. Nguyên bản luôn. Hai bên đẹp như nhau, hai bên lường nè. Đây là dàn trước nè.
đèn chủ nhà vừa thay mới hết toàn bộ nha. Đây là dàn dàn nguyên bản nè, bon điện nè, đẹp lắm. Nhưng xe không có lỗi đâu, keo chỉ rin hết, nắp capo bằng sóng gân nè, len ken xà beng chưa. Dòng này là boe nè, kẻ miếng gió nè, hồng gió chờ nè, cổ ga FI. Dòng này xài 1, 2, 3, 4 cái body, 4 cái bếp full. Xe không có dấu hiệu độ hơi nha bà con nha. Đây nè, xe là không có một dấu hiệu độ hơi nè. Máy êm chưa, máy cực kỳ là êm luôn. Máy nè, dầu sợi lực nguyên bản nguyên rin hết rồi đó. Giờ đây cô chú chỉ lấy về chạy thôi, ngoài ra bà con không phải làm gì nữa đâu. Chất kìa, máy đây. Đấy, máy êm lắm, rin đét, cục máy cực kỳ là rin nhá. Máy này bên Trần Anh bao chạy đường dài cho bà con luôn, bà con yên tâm đi. Chất lùi qua thời gian và năm tháng đó. Mẫu Mitsubishi Jolly đời 2005, đời khá là cao luôn nha bà con nha. Xe full đồ chơi rồi, cô chú anh chị về chỉ đổ xăng mà chạy thôi, kính là không một dấu hiệu chầy luôn. Bốn cánh cửa đẹp như nhau nha. Đây là hai cụm đèn phía sau nè, đèn đứng phía sau nè, đèn bảng số còn đầy đủ tính năng. Bánh treo nè bà con nè, dòng bánh treo hết toàn bộ nha. Chết rồi, nó dính cái cốt rồi. Để Trần Anh chạy lên, Trần Anh quay cái phần cốp cho bà con cùng trải nghiệm. Đó, chất lắm. Máy em ru à. Trên đồng hồ không có dấu hiệu là lỗi lầm luôn. Ok chưa? Đây là anh chị. À, còn nguyên rin hết từ anh Z nè, vỏ xe cu mới tinh, chuẩn chưa? Hai bên keo chỉ đẹp như nhau nha bà con nha. Đây nè, phía trong nè, keo chỉ rin hết. Ở dòng này bà con lấy về bà con chạy thôi, chất như nhau luôn. Sơn xi như vậy thấy bóng không? Nước sơn nè, chất sơn rin có nè, nước sơn cực kỳ là bóng. Được cái hai cụm đèn mới quá, vừa mới thay xong. Anh chị xe đẹp hay không? Chẳng anh chị, anh chị coi xe nhìn từ đầu nắp capo đến cuối là những sóng gân chạy, sóng gân không có móp méo luôn. Chị thấy không? Đi đôi tem, tem rất là liền lẹt. Phần gầm nè, anh chị coi phần gầm có chỗ nào mục không? Nè bà con coi phần gầm nhé. Đó phần gầm nè, anh chị thấy cái gầm 2005 mới không? Mới cực kỳ luôn nha. Là phần gầm nè, đó gầm 2005 cỡ này sao mục. Chất chưa? Chất nội cục máy là khô réo nè. Đó bà con thấy cục máy chưa? Cục máy cực kỳ là khô réo nhá, chuẩn lắm. Toàn xe đẹp thôi bà con ạ. Bên em bán toàn xe đẹp. Hôm nay Trần Anh đưa ra một cái mức giá dễ chịu cho bà con, dễ mua nha. Rất là dễ thương, mẫu xe đẹp mà. Vỏ trước là mới 100% luôn nè. Bom là đúc nè. Anh chị coi từ những cái đinh bấm ở dưới gầm nó còn nguyên rim. Đó, cho Ly coi những cái điểm đó thôi để biết chất xe đẹp hay không nha bà con. Nhớ đăng ký channel bên Trần Anh Auto và đừng quên bấm vào chuông thông báo nha. Tiếng máy nổ thì thầm mùa xuân luôn. Em xin kết thúc channel tại đây này. Em see you and goodbye nha.